bạn đã cần laptop để phục vụ cho công việc và học tập mà những chiếc laptop mới lại quá đắt? Hãy đến ngay Etasy Việt Nam để tìm mua cho mình những chiếc laptop Lineal phù hợp với khả năng tài chính. Etasy Việt Nam, laptop Lineal 99% chất lượng, giá cả ưu đãi nhất thị trường. Truy cập ngay etasy.vn để mua hàng ngay hôm nay. Vista Life 4 chính thức Snapdragon 675, 4 camera, pin 5000 mAh, giá từ 4,1 triệu đồng. Sau hàng loạt các thông tin rò rỉ, mẫu smartphone mới nhất của Vsmart là Vsmart Life 4 đã chính thức ra mắt. Vsmart Life 4 tiếp tục cho thấy những nỗ lực của nhà sản xuất smartphone Việt trong việc giành thị phần thông qua những sản phẩm cấu hình mạnh có giá rẻ. Vsmart cho biết Vsmart Life 4 là sản phẩm đầu tiên được hãng này tự chủ 100% từ thiết kế phần cứng, hệ điều hành và sản xuất bởi đội ngũ hơn 400 kỹ sư R&D. Bà Lê Thị Thu Thủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vsmart cho biết: "Chúng tôi đã cho ra mắt 13 dòng sản phẩm, nhưng Vsmart Life 4 có ý nghĩa đặc biệt. Vsmart Life 4 là mẫu smartphone đầu tiên được thiết kế và sản xuất hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Vsmart trong vòng 5 tháng. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục sáng tạo, nỗ lực đột phá để trở thành người tiên phong dẫn dắt trong cuộc chơi smartphone tại thị trường Việt Nam, mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm uy tín và đẳng cấp nhất." Cấu hình chính thức của Vsmart Life 4 không có gì thay đổi so với những thông tin rò rỉ trước đó. Vsmart Life 4 sẽ được trang bị con chip Snapdragon 675, RAM 4GB hoặc 6GB tùy lựa chọn, kết hợp với ROM 64GB bộ nhớ trong tương tự như thế hệ Life đầu tiên. Màn hình của Life 4 sẽ có kích thước 6,55 inch, công nghệ IPS LCD, độ phân giải Full HD Plus 2340x1080 và thiết kế đục lỗ. Cụm camera của Life 4 sẽ bao gồm 4 camera: camera chính 48 megapixel f/1.8, camera góc siêu rộng 80 megapixel f/2.2, camera đo khoảng cách 5 megapixel f/1.9 và camera macro 20 megapixel f/2.4. Mặt trước của máy là camera selfie 13 megapixel f/2.0, hỗ trợ một số tính năng như làm đẹp hay là chụp ảnh chân dung. Viên pin của Vsmart Life 4 sẽ có dung lượng lớn hơn, đạt mức 5000 mAh. Chiếc máy sẽ hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0 với công suất 18W. Chiếc máy chạy VOS 3.0 trên nền tảng Android 10 mới nhất. Vsmart Life 4 sẽ chính thức mở bán từ ngày 1 tháng 9 2020 với mức giá như sau: Vsmart Life 4 RAM 4GB, ROM 64GB, 4.090.000 đồng. Vsmart Life 4 RAM 6GB, ROM 64GB, giá là 4.490.000 đồng. Thế nhưng, nếu như sở hữu máy từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 2020 thì người dùng sẽ nhận được ưu đãi voucher 300.000 đồng từ Vsmart trừ thẳng vào giá bán. Như vậy, mức giá ưu đãi của Vsmart Life 4 trong 3 ngày này, tức là từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 9 2020 là như sau: Vsmart Life 4 phiên bản RAM 4GB, ROM 64GB, giá bán là 3.790.000 đồng. Vsmart Life 4 phiên bản RAM 6GB, ROM 64GB, giá bán sẽ là 4.190.000 đồng. Tiến Thuận, theo pháp luật và bạn đọc, gk.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.